Em muốn biết bọn chị tìm em có chuyện gì á? Trang. Cái gì? Bằng chứng. Bằng chứng gì chị? Từ từ rồi em sẽ biết. Em nhìn đi. Tên họ của anh Nghiêm chuyển khoản đặt phòng khách sạn cho em. Chị nói thật là bọn chị muốn tin em lắm ý. Nhưng mà rất tiếc, tuổi bọn chị không còn trẻ, mà đời thì chị trải nhiều rồi. Em mệt chị ghê á. Em nói nãy giờ mà chị không tin hả? Ôi đương nhiên, làm sao mà tin được à em. Em có biết là nguyên một tháng chị ở cữ, chỉ có việc cày clip đánh ghen, nhưng mà chưa thấy ai có lý do vô duyên vô lý như em đâu nhá. Thôi em nói chị tin không tin thì thôi tùy chị. Không thì chị gọi Nghiêm tới đối chất đi. Ôi giời, Cưng ơi. Chị nói Cưng nghe này. Cưng cáo già, nhưng bọn chị thì không ngây thơ, ok? Cái gì nữa thế này? Yêu cầu anh dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn. Ôi anh Nghiêm à, em tưởng ai. Em mời anh đi ạ. Vâng, cảm ơn các anh. Các đồng chí cứ thực hiện đúng nhiệm vụ, chúng tôi chấp hành đầy đủ. Cứ để anh ấy thổi đi. Dạ vâng. Okay. Anh Nghiêm. Em mời anh kiểm tra nồng độ cồn. Anh thổi ở đây. Suốt ngày trái với cả chuốt, tiếng đồng hồ. Không chưa? Trước anh có thế đâu. Nhưng bây giờ đi xe đạp điện, tóc tai phải vuốt kỹ kỹ một tí, chứ không ra đường chim nó tưởng tổ, nó đẻ trứng thì sao? À thế đầu bố là tổ chim, bố nhớ mang trứng về cho con nhá. Ok. Thế tổ chim đã xong chưa? Đi được chưa? Con nó sắp muộn học rồi. Con gái chưa vuốt tí nào. Thế thôi em đi trước đây. Ở đấy mà trải với chuốt. Đi thôi con. Vâng. Chào bố đi. Con chào bố. Ừ. Này. Hả? Tí nữa trước khi đi, nhớ phải nói một câu với cả bác Mạnh đấy. Nghe chưa? Anh biết rồi. Ô, Yên. Hay mày tiện thể chờ hội tao con nhím đi học nhá. Con chào cô Đào. Con chào cô Yên. Chào cô Yên. Chắc là không được rồi. Tao có việc đi ra đây cái, xong mới đưa Cún đi học cơ. Ra đây là ra đâu? Đằng nào mày chả đến trường. Hộ tao cái nhá. Việc riêng của nhà tao mà. Còn nói ra thì mày cũng không giúp gì được đâu. Tao đi nhá. Tao đi nhá. Yên. Cô Yên dỗi mẹ đấy. Vớ vẩn. Mẹ có làm gì đâu mà cô dỗi. Thật mà. Con với bạn Thảo Vi ở trong lớp, mỗi lần giận nhau là cái mặt bà ấy y như cô Yên luôn.